Khi CPU của Intel đã quá quen thuộc trong hầu hết các mẫu laptop mà Anphat đã review, thế nhưng các bạn lại là fan của AMD, thì trong video ngày hôm nay, một mẫu laptop dành riêng cho game thủ với sức mạnh của AMD Ryzen 7 4800H sẽ được review chi tiết trong video này. AMD ngày càng được lòng người dùng hơn khi CPU vừa mạnh vừa có giá thành rẻ, và HP đã lựa chọn ngay thời điểm này để trang bị cho chiếc HP Pavilion Gaming 15 của mình. Được trang bị CPU AMD Ryzen 7 4800H, 8x16 luồng, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB PCIe kết hợp với card đồ họa NVIDIA GTX 1650. HP Pavilion Gaming 15 phiên bản này tự tin cần hết mọi tựa game dù là các tựa game 3A. Lúc đầu thì mình còn khá nghi ngờ về hiệu năng của AMD có thể mang lại, nhưng sau một khoảng thời gian trải nghiệm thì với mức giá chỉ hơn 24 triệu đồng mà trong phân khúc mức giá này, chưa chắc CPU của Intel đã đem lại được trải nghiệm tốt như của AMD. So sánh với một phiên bản khác của HP Pavilion Gaming 15 với Intel Core i7-10750H với mức giá là hơn 28 triệu đồng, thì phiên bản AMD rẻ hơn đến tận 4 triệu mà các linh kiện khác như là GPU, RAM, SSD hay thậm chí là cả màn hình thì nó cũng đều tương đồng với phiên bản của Intel. Và bây giờ thì cùng xem qua phần trải nghiệm hiệu năng để xem CPU của AMD hoạt động như thế nào nhé. Qua phần trải nghiệm hiệu năng thì các bạn cũng có thể thấy là CPU của AMD xử lý rất mượt mọi tựa game, không thua kém gì so với Intel. Còn sự lựa chọn của các bạn như thế nào thì có thể bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Đúng với tên gọi gaming thì mẫu laptop này sở hữu thiết kế tối giản nhưng mạnh mẽ với các cạnh viền sắc nét. Sự kết hợp giữa hai tông màu là xanh và đen mang đến tổng thể máy có sự đồng nhất. Từ logo, đèn LED bàn phím, nút nguồn và xung quanh cổng kết nối đều có màu xanh. Khu vực tản nhiệt được HP thiết kế vô cùng tinh tế cho phiên bản này khi được giấu kín dưới phần bản lề. Sau đó phần bản lề được kéo dài ra hai bên. Phần bản lề này thì các bạn có thể mở được bằng một tay, nhưng mình khuyên là các bạn nên mở phần bản lề này bằng hai tay. Đối với laptop gaming mà mức giá chưa hơn 24 triệu thì bản lề và màn hình có hơi rung một chút, mình vẫn đánh giá ở mức ổn. Được trang bị màn hình 15,6 inch, hai cạnh viền hai bên tương đối mỏng, cạnh trên và cạnh dưới hơi dày một chút để có thể chứa webcam và logo của HP. Độ phân giải Full HD, tấm nền IPS với độ sáng đạt 250 nits và 45% NTSC. Tần số quét là 144Hz thì đây là mức tiêu chuẩn cho một chiếc laptop gaming. Bàn phím full size, hành trình phím sâu, độ nảy tốt, phù hợp cho cả công việc như là soạn thảo văn bản hoặc là chơi game đều được. So với các laptop gaming khác thì touchpad của HP Pavilion Gaming 15 phiên bản này có sự nổi bật với thiết kế rộng rãi, cảm giác di tốt khá là nhạy, phù hợp với các thao tác cảm ứng đa điểm. Cổng kết nối đầy đủ khi có cổng nguồn, 3 cổng USB Type-A, 1 cổng mạng LAN RJ45, HDMI, 1 cổng USB Type-C và 1 khe thẻ SD. Và tổng kết lại thì nếu như là các bạn thì các bạn sẽ chọn phiên bản của AMD hay là Intel. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.